xin chào mọi người. Sáng nay hot boy nó ghé nó chở mình đi sớm quá, cho nên mặt mày mình nó hơi nhèo nhèo xíu nha mọi người ơi. Cái khúc đường này nó còn nhỏ, đường nó không có đẹp. Sáng ra hơi vắng người. Ô, bữa nay tình trẻ. Đâu rồi, hết voi, hết nè. Ồ, hôm nay đứa cháu nó tới nó ghé chở mình đi chơi vòng vòng nói chuyện sàn nha mọi người ơi. Đi chơi ở đây mà muốn đi chơi sướng không, khỏi cần mướn xe ha, với lại đi đâu cái gom đồ thảy hết lên xe cái đi. Còn nếu ở bên Việt Nam mà đi xe tay ga, đi phải treo đầu này treo đầu kia hết. Nắng rồi đó hả? Nắng, chứ là nhớ hồi xưa mình phải đeo khẩu trang, xong mình đeo mắt kính. Mắt kính thì thường rồi rồi cái chùm tay, mặc áo dài tay sợ đen, xong rồi cái mang vớ chân sợ đen chân, mang bông tai đủ trò. Ở đây đi đâu sướng không, đi cái bắt đầu là đi thôi. Sắp tới tới đào thào nè. Ở đào thào nó đẹp. In a quarter mile, your destination will be on the right. Trời ơi, hai đứa này bữa nay mình đưa nó đi về Việt Nam đây. Go see mama. One cái rồi. Bữa nay đưa hai đứa này về Việt Nam nó chơi. Đi thị trường sớm quá vắng người. Hôm nay mình đi lên phi trường là người sớm nhất trong cái quầy check-in Korean Air của mình. Thường thường mình đi là chờ hàng dài lâu lắm. Tại hôm nay mình đi sớm trước 3 tiếng rưỡi. Mới có 9 giờ mà chuyến bay của mình là 12 giờ rưỡi, cho nên là mình
mình tưởng đi lộn chỗ. Mình nói, ủa con có đi lộn chỗ không? Nó nói không. Đúng rồi, thường thường mình đi qua cái chỗ kia, chỗ cửa đằng khác là cửa chánh, cửa này cửa phụ, nó có một cái quầy để check in thôi. Còn cửa khác là nó có nhiều quầy Korean Air lắm. Mình thích đi hãng Korean Air. Thứ nhất là thức ăn nó ngon, thứ hai nữa là cái service phục vụ của nó tốt. Mình đi mình thấy vậy, còn mọi người thấy sao thì tùy nha. Mình không có ý kiến nha, mình chỉ nói là theo cái ý của mình thôi nha. Cái cổng này là cổng phụ này, chứ thường thường đi qua cái cổng check-in này, security check này, check mình, check cái nhỏ ở tay là rất là đông, có hàng ngàn lắm luôn. Đó, bây giờ mình đã đi tới cái cổng của mình rồi. Cái cổng để lên máy bay đó là nó qua mấy giai đoạn, nó đi xuống hầm, đi xe lửa, rồi lại xuống cái cổng nào rồi lại đi lên. Rồi cuối cùng là đưa nhà đã ngồi ngay cái cổng chánh của mình để chuẩn bị vô cửa nè. Bây giờ mình sẽ đi cái chuyến này là đi qua Korean sân bay, Korean Airport nha. Rồi, xin chào mọi người, lại là em đây. Sau 14 tiếng rưỡi ngồi máy bay là em đã tới được Korean Airport rồi, đã tới phi trường Korean rồi. Bây giờ sẽ ngừng ở đây là 2 tiếng. Lên máy bay là trước khi lên máy bay bay là nửa tiếng. Coi như bây giờ còn hơn 1 tiếng thôi. Bây giờ đi bộ vòng vòng, đi shopping, đi chơi, muốn mua gì mua, muốn ăn